nằm ở thành phố Banda Aceh của tỉnh Aceh. Sân vận động Harapan Bangsa được xây dựng từ năm 1991 đến 1997. Sân vận động đã trải qua hai lần cải tạo. Dự án cải tạo sân vận động Harapan Bangsa hiện tại được bắt đầu từ tháng 1 năm 2024 và dự kiến hoàn thành trong tháng 8 này. Với chi phí 324,56 tỷ rupiah. Sau cải tạo, sức chứa của sân vận động Harapan Bangsa là 17.000 chỗ ngồi. Thank you.